Có thể Intel đang bị cạnh tranh rất mạnh ở phân khúc cao cấp, nhưng mà ở phân khúc tầm trung, mấy bộ máy tính mà các bạn gaming ở phân khúc khoảng tầm 10 đến 15 triệu ấy, thì mình đố các bạn tìm được một con CPU nào ngon hơn con Core i3-10100F. Bởi vì thứ nhất, các bạn có một con khoảng tầm 2.3-2.4 triệu thôi, các bạn có một con CPU 4x8 luồng và xung rất cao, và mặc định Intel cái đơn nhân của họ rất tốt, nên là các bạn chơi game nói chung là không còn gì có thể chê được cái con Core i3-10100F này cả. Nhưng với cái luồng xoáy Rocket Lake S đang tới rồi, và các bạn có thể xem các cái video review Core i7-11700K cũng như là Core i9-11900K của chúng mình ở đây, thì chúng ta cũng phải làm một cái gì đó mới cho con Core i3-11100F này. Thì Intel họ đã lựa chọn đó chính là các bạn cộng thêm 5 đơn vị của tên con CPU. Và ngoài ra, các bạn có một cái vỏ nhìn rất giống thế hệ 11, nhưng ở đây Intel họ nốt lại là chính là thế hệ 10. Thì đây chính là chiếc Core i3-10105F, nó thay thế hoàn toàn tất cả những CPU 10100F hiện tại với cái mức giá là khoảng tầm 2,6 triệu đồng. Và thay thế hoàn toàn nhé. Và đây cũng là CPU thuộc thế hệ 10, là thế hệ Comet Lake S Refresh làm mới lại. Khác hẳn với cả 11700K và 11900K thuộc thế hệ Rocket Lake S, thì 10105F này vẫn sẽ nằm ở thế hệ là Comet Lake S và Refresh, tức là làm mới thêm. Và điều khác biệt giữa 10105F và 10100F đó chính là các bạn sẽ được tăng thêm 100MHz xung từ cơ bản đến turbo, tối đa lên mức là 3.7 và 4.4GHz xung của chiếc 10105F này. Còn lại mọi thứ các bạn vẫn giữ nguyên, tất cả kiến trúc các thứ vẫn giữ nguyên giống hệt chiếc 10100F. Nhưng mà điểm thú vị đó chính là vào thời điểm hiện tại thì những chiếc bom mạch chủ PH410 hay đầu 4 ngày trước ấy, thì vẫn sẽ dần dần đi vào gọi là kết thúc quãng đời của nó. Và thay vào đó một thế hệ bom mạch chủ mới, chiếc set đầu năm với H510 này, B560 này, H570 và cuối cùng là Z590 dùng cho các CPU Rocket Lake S, và ngoài ra có thể dùng cho các CPU Comet Lake ngày trước của các bạn được thoải mái. Và nhưng mà ở đây chúng mình không xét đến những cái mainboard ví dụ như là Z590 hay là H570, tại vì nó hơi quá đà so với con Core i3-10105F này. Và thay vào đó thì chúng mình xét hơn đó chính là đến hai chiếc chipset thuộc dòng giá rẻ, đó chính là H510 và B560. Nó ngắn gọn thì H510 và B560 vẫn sẽ chỉ hỗ trợ cho các bạn đó chính là bus RAM 266 và tối đa là 2933 nếu mà các bạn dùng với cả các CPU thế hệ 10. Nhưng mà khi bạn chuyển sang các CPU thế hệ 11, các bạn dùng các mainboard cao cấp hơn, ví dụ như H510 hay là B560 thì bù lại, thì H510 cho các bạn hỗ trợ tối đa RAM lên bus là 2933, và ngoài ra B560 bây giờ các bạn có khả năng ép xung RAM, tức là mặc định hỗ trợ khoảng tầm 3000-3200 thoải mái, và các bạn có thể nâng lên khoảng tầm 3600, kể các bạn 4000 vẫn được, không vấn đề gì cả. Nhưng mà bù lại thì con 10105F này do nó vẫn là nằm trong cái thế hệ CPU thế hệ 10, vì vậy nếu mà các bạn cắm với các mainboard H510, các bạn vẫn chỉ được nhận duy nhất đó chính là bus RAM 266MHz mà thôi. Và các bạn nếu mà các bạn có dư giả kinh tế hơn một chút, các bạn nên lên các mainboard B560. Tại vì các bạn nên lên các mainboard B560, các bạn sẽ có khả năng ép xung được cái RAM của con CPU này lên rất cao. Và đồng nghĩa với việc đó chính là các bạn có thể tận hưởng những cái bus RAM như là 3000, 3200 và kể cả 3600 để tối đa hóa sức mạnh của con Core i3-10105F này. Với cái mức chênh lệch 100MHz giữa 10105F và 10100F thì thực sự nó sẽ không đem lại cho các bạn quá nhiều hiệu năng mà các bạn có thể cảm nhận được trong game hay là các ứng dụng. Nhưng mà cái điểm ăn tiền đó chính là các mainboard CD500 mà mình vừa giới thiệu. Với cái việc mà các bạn có thể ép xung RAM được trên các mainboard B560 thì đây là mở ra một cánh cửa mà trước đây ở thế hệ 10 rất nhiều các cái trang review trên nước ngoài họ đã chỉ ra rằng đó chính là chiếc 10100F bị giới hạn rất mạnh, bởi đó chính là cái bus RAM quá thấp của các mainboard H410 hay là B460. Và vì vậy trong cái bài test ngày hôm nay thì mình sẽ thử nghiệm chiếc 10105F này solo với cả 10100F, và chiếc 10100F sẽ sử dụng những cái mainboard cũ hơn là H410 của thế hệ cũ, và mình sẽ chạy được cái bus RAM là 2666 với chiếc 10105F này, và mình sẽ thử nghiệm với cả các mainboard đời mới B560 để các bạn có thể chạy được đó chính là bus 3000, 3200, cao hơn nữa là 3600. Mặc dù 10100F mà bus RAM 2666 vẫn chứng tỏ mình là một cái CPU gaming rất tốt, nhưng mà khi các bạn so sánh với 10105F bus 3200 thì sự chênh lệch tỏ ra rất là rõ ràng, với mức chênh lệch từ 3 đến 8% tùy game. Nhưng nếu xét cùng một RAM bus là 3000 thì có vẻ là 10105F không hoàn toàn vượt trội với cả 10100F.
Bởi vì các kết quả này, cái mức chênh lệch của mình nhận ra nó chỉ là khoảng tầm 0 đến 1%, mà cùng lắm là gần 2% thôi. Và để các bạn nhận ra được ở trong cái game thì thực sự nó rất là khó. Tuy nhiên kết quả gaming nó phụ thuộc vào khá là nhiều thứ khác nhau, và không như các ứng dụng làm việc như chỉnh sửa đồ họa, 3D hay render. Và nói đến các ứng dụng làm việc thì 10105F đã vượt mặt hoàn toàn với 10100F. Mức chênh lệch khoảng tầm từ 2 đến 4% tùy ứng dụng. Và một lần nữa, khả năng hỗ trợ bus RAM cao hơn của mainboard B560 lại trở thành tâm điểm khi mà kết quả test tỏ ra vượt trội hơn so với các bus RAM thấp, đặc biệt là so với RAM 2666. Mọi thứ đã diễn ra khá là tốt đẹp khi mà mình tăng bus RAM từ 2666 lên 3200. Vì vậy mình thử nghiệm đó chính là chúng ta thử với cả bus RAM 3600 xem sao. Và hiện tại bây giờ cái RAM 3600 nó chênh lệch với 3200 nó khá là cao. Nhưng mà bù lại kết quả mình nhận được thì nó không hoàn toàn đáng cho lắm. Tại vì cái sự chênh lệch giữa bus 3600 và 3200 nó chỉ dừng lại khoảng tầm dưới 1% mà thôi. Và mình đảm bảo các bạn là dưới 1% các bạn sẽ không cảm nhận được một cái gì gọi là khác biệt giữa hai cái mức bus RAM đấy cả. Và cộng với cả việc mà giá RAM 3200, 3600 chênh nhau rất nhiều, nên mình tổng quát lại thì mình nghĩ là cái mức bus RAM 3200 là một cái điểm cực kỳ hoàn hảo dành cho các CPU Core i3 10100F và 10105F khi mà các bạn kết hợp với cả cái mainboard B560. Tuy nhiên nếu mà mình so sánh tổng quan giữa các cái ứng dụng đồ họa với một con CPU như 10105F thì có vẻ không hay cho lắm. Tại vì thực sự là các bạn đã dùng đồ họa nặng, các bạn cũng chả dùng đến con CPU này đâu. Mà các bạn nên lên các CPU như i5, i7, các bạn có số nhân, số luồng tốt hơn. Và kể cả trong các bài test của mình ý, thì cái mức xung 100MHz chênh lệch cơ bản giữa 10105F và 10100F nó cũng không thể nào tạo ra được cái sự khác biệt khi mà các bạn kể cả chơi game lẫn làm việc. Mà khác biệt ở đây đó chính là về phần chipset của cái bo mạch sử dụng. Hiện tại nếu mà các bạn mua các bo mạch chủ H410 ấy, giá nó khoảng tầm 1,6 triệu đồng. Còn nếu mà các bạn mua các bo mạch chủ H510 thì nó khoảng tầm là 1,8 triệu đồng. Và B460 rẻ nhất bây giờ hiện tại khoảng tầm là 2,2 triệu đồng. Thì cái độ chênh lệch mà các bạn nhận được là rất là lớn với các bo mạch chủ B460. Và ngoài ra xét thêm về RAM thì mức chênh lệch giữa RAM bus 2666 và RAM bus 3000 và kể cả 3200 nó khoảng tầm là 100.000 trong một thanh 8GB, nên là các bạn thực sự là nó cái mức chênh lệch rất là ít. Và trừ khi các bạn nào mà các bạn gọi là cần căn kè rất nhiều về tài chính thì các bạn mới lựa chọn những combo gọi là giá cực kỳ rẻ như là 10105F kèm với cả 2410 và ngoài ra kèm với cả RAM 8GB hoặc là 16GB bus 2666. Còn lại thì mình nghĩ việc mà các bạn đầu tư thêm một chút, các bạn lên cái mainboard B560, các bạn đi kèm với cả 10105F, các bạn đi kèm với cả bus RAM 3000 hoặc hơn nữa là 3200 cho các bạn một hiệu quả khi mà kể cả gaming lẫn làm thỉnh thoảng các bạn làm việc ấy, nó rất là rõ ràng và hiệu quả. Và cộng với việc hiện tại thì hoàn toàn chiếc 10100F đã ngừng sản xuất hoàn toàn và thay vào đó là 10105F, thì cái combo hiện tại quốc dân bây giờ mình nghĩ là 10105F cộng B560 giá rẻ và cùng đó là 16GB RAM bus là 3200. Và cái điểm ở đây mình thấy hay nhất ở cái thế hệ Comet Lake S Refresh này, đó chính là các bạn sẽ Intel không còn quá bó buộc chúng ta nữa, mà Intel đã cho chúng ta một cái giải pháp để các bạn tăng hiệu năng CPU nếu các bạn gọi là không có quá dư giả về kinh tế. Các bạn vẫn có thể chạy bước 2666 với cả H510 và CPU 10105F này. Nhưng mà nếu các bạn có dư một chút, các bạn nâng lên thì Intel không bắt chúng ta bỏ ra quá nhiều tiền như ngày trước. Ngày trước nếu mà các bạn muốn chạy 10100F với cả bớt 3200 các bạn buộc phải mua những mainboard Z490 rất đắt tiền. Nhưng bây giờ các bạn chỉ cần mua một cái B560 thôi và một cái kit RAM bớt 3200 là các bạn hoàn toàn tận hưởng được toàn bộ sức mạnh tối đa của con 10105F này. Và các bạn nghĩ sao về con CPU mới này của Intel, và hơn nữa là cái chipset mới của Intel, và có phù hợp và các bạn có dự định chuyển sang dùng con 10105F này không, thì các bạn cho mình biết trong phần comment nhé. Và chúng mình có rất nhiều review về Core i7, Core i9, Core i5 của dòng Rocket Lake, và các bạn đừng quên là xem trong các video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em.